mùa hè, nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày. Nắng nóng cũng làm nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt tăng mạnh, có thể gây quá tải cho hệ thống điện lưới, gây mất điện. Theo tính toán của ngành điện, trong những đợt nắng nóng diện rộng, điện năng tiêu thụ của điều hòa nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm tới 60-70% tổng số lượng điện năng tiêu thụ. Trong khi đó, nhiều người chưa có thói quen sử dụng điện tiết kiệm khiến hóa đơn tiền điện tăng cao như bật tắt điều hòa liên tục, đặt nhiệt độ trong phòng quá thấp, nấu cơm điện lâu trước giờ ăn, để thức ăn nóng vào tủ lạnh, không rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng. Trên thực tế, chúng ta có thể sử dụng điện một cách an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn thông qua một số mẹo đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tiết kiệm điện thì không chỉ giúp cho chúng ta kiểm soát được chi phí điện sinh hoạt hàng tháng mà còn thiết thực góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính cũng như là ngăn chặn được sự nóng lên của trái đất và bảo vệ môi trường. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Nguyễn Hữu Luân, Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Quảng Ninh để cùng tìm hiểu về cách sử dụng các thiết bị điện dân dụng sao cho hạn chế được điện năng tiêu thụ và đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Tiếp sức mỗi ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin chào Minh Phượng và xin chào quý khán giả xem truyền hình. Ở câu hỏi đầu tiên xin được hỏi anh Luân là khi lựa chọn các thiết bị điện thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì để đảm bảo tiết kiệm được điện năng tiêu thụ? Là chúng ta hãy lựa chọn một cái sản phẩm nó rõ nguồn gốc và nó phù hợp với cái điều kiện sử dụng của gia đình để đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Đi mua các thiết bị thì chúng ta cũng nên lưu ý sử dụng các cái thiết bị điện mà có dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương. Cái nhãn của Bộ Năng lượng Công Thương này nó cũng có 5 sao từ 1 đến 5 thì cái cấp độ để cho cái an toàn và cái tiết kiệm hiệu quả. Đặc biệt là chúng ta dùng đến 5 sao thì trong đó nó có công nghệ inverter rất là tiết kiệm điện và hiệu quả. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, khi mà nhiệt độ lên tới tận 40 độ C thì chắc hẳn là ai cũng muốn ở trong phòng điều hòa. Vậy thì chúng ta nên sử dụng các thiết bị này như thế nào để tiết kiệm điện? Anh có thể chia sẻ một vài những kinh nghiệm của mình cho quý vị khán giả được biết hay không ạ? Nếu mà chúng ta để sử dụng cái điều hòa nó an toàn và hiệu ích năng lượng thì thứ nhất là chúng ta lắp đặt cái điều hòa cho phù hợp với cái không gian sử dụng của chúng ta. Đặc biệt chúng ta không nên tắt bật nhiều, mỗi lần tắt bật nhiều nó sẽ khởi động và nó ảnh hưởng đến cái sức tiêu hao năng lượng để từ 25 đến 28 độ C. Và trường hợp quá nắng nóng thì chúng ta dùng thêm cái quạt để tạo thêm cái luồng gió để nhanh được mát. Ngoài ra việc sử dụng điều hòa chúng ta khi ra khỏi phòng thì chúng ta cũng nên tắt sớm từ 30 đến 60 phút để nó tránh cái trường hợp mà chúng ta đang trong nhà lạnh. Chúng ta ra ngoài thời tiết thì nó sẽ gây cái phản ứng không tốt cho sức khỏe của con người. Ngoài ra chúng ta phải lưu ý trước khi vào cái mùa nắng nóng, sau cái thời mùa đông hoặc sau một năm sử dụng thì chúng ta nên kiểm tra cái dàn nóng và dàn lạnh. Đặc biệt là chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ các cái da màng tản nhiệt, rồi cánh quạt gió, trong đó là cả những cái hệ thống ga lạnh để đảm bảo cái điều hòa chúng ta hoạt động là đạt hiệu suất cao nhất. Vâng, bên cạnh điều hòa thì tủ lạnh cũng là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhất là khi vào thời tiết nắng nóng như hiện nay. Theo anh thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để sử dụng tủ lạnh một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất? Tủ lạnh mà chúng ta đưa những cái thức đồ ăn nóng vào để chúng ta làm lạnh thì như thế là rất tiêu hao năng lượng và rất là không tốt cho cái vận hành của tủ lạnh. Do đó là quý khán giả, chúng ta cũng nên là, đặc biệt là con trẻ ở nhà, chúng ta cũng nên nhắc nhở các con nên làm sao thời gian mở cái tủ lạnh đó nó có thời gian thật ít để làm sao nó hiệu quả nhất. Và đặc biệt là trong gia đình có những phần nội trợ, chúng ta mua sắm đồ, chúng ta về chúng ta xếp đặt làm sao nó vừa, và chúng ta để tạo những cái khe vừa đủ để thông thoáng, nó hiệu quả cho bảo quản các đồ ăn thức uống và hiệu quả cho cái công suất sử dụng của tủ lạnh. Vừa rồi thì anh đã chia sẻ những cách sử dụng tiết kiệm điện cho điều hòa và tủ lạnh. Vậy còn đối với các thiết bị điện dân dụng khác thì sao? Anh có những lưu ý gì dành cho khán giả để sử dụng chúng một cách tiết kiệm và đồng thời cũng kéo dài được tuổi thọ của thiết bị hay không?
thì chúng ta cũng lưu ý trong cái việc chúng ta sử dụng như bóng đèn. Thì hiện nay chúng ta sử dụng cái bóng đèn sợi đốt thì rất ít rồi, nhưng chúng ta đã sử dụng cái bóng đèn huỳnh quang. Bóng đèn huỳnh quang cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng và cái độ sáng nó không đủ, không tốt. Mà hiện nay chúng ta sẽ dùng bóng đèn LED mà tiết kiệm điện và hiệu suất của nó là từ 15 đến 75% về cường độ ánh sáng. Ngoài cái việc bóng đèn ra, bóng đèn LED ra thì chúng ta còn các cái thiết bị khác, như là chúng ta dùng máy tính, chúng ta dùng quạt, dùng TV. Chúng ta thường thường là chúng ta khi dùng xong là chúng ta tắt bằng điều khiển, tức là nó ở chế độ chờ. Như vậy trong lúc đấy là hiện nay điện năng vẫn đang tiêu thụ. Cách tốt nhất chúng ta hãy rút cái phích điện ra khỏi ổ điện trước khi chúng ta không dùng các thiết bị đó nữa. Trong thời gian gần đây thì trên cả nước đã xảy ra không ít các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, mà nguyên nhân được xác định đó là do có các sự cố về chập điện. Vậy thì theo anh, mọi người cần phải làm gì để có thể phòng ngừa được các sự cố chập điện ngay tại gia đình mình? Vâng, điện thì thực sự nó cũng rất là hữu ích cho con người. Nhưng cái việc mà gây hỏa hoạn thì như chúng ta đã biết, rất nhiều vụ cháy rất thương tâm. Do đó để an toàn cho phòng chống cháy nổ là chúng ta không sử dụng đồng thời các thiết bị lớn để tránh gây quá tải, sẽ gây phát nóng, chập cháy. Ngoài ra chúng ta cũng nên thường xuyên kiểm tra các cái thiết bị của mình, và đặc biệt là chúng ta sử dụng các loại dây dẫn làm sao nó đảm bảo với các thiết bị mà gia đình đang sử dụng, tránh sử dụng những cái dây tiết diện nhỏ không đảm bảo công suất. Mà khi chúng ta sử dụng công suất lớn, khi chúng ta mua thêm các thiết bị vào mà chúng ta không thay các cái dây dẫn đó, thì khi chúng ta vận hành quá tải thì chính đấy là những nguyên nhân có thể gây nóng và gây chập cháy. Và đặc biệt những các cái mối nối mà ở các cái vị trí tiếp xúc mà chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, nó có những cái vị trí đó là thường xuyên gây ra cái chập cháy, sẽ dẫn gây nên hỏa hoạn. Nên là cũng rất mong là chúng ta quan tâm cái vấn đề này. Được biết là gần đây thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai một công cụ giúp cho khách hàng có thể ước tính được sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về công cụ này được không ạ? Vâng, hiện nay cái công cụ ước tính sản lượng điện năng tiêu thụ rất hữu ích. Cái công cụ này nó trên trang web http://com ước tính điện năng.evn.com.vn. Chúng ta có thể khai thác ở trên các cái máy tính có công cụ Internet hoặc cái điện thoại thông minh. Chúng ta có thể vào cái trang web đó để chúng ta xem, nhập đầy đủ họ và tên, email, số điện thoại và mã khách hàng mà chúng ta đang sử dụng điện. Khi chúng ta nhập vào xong cái việc đó thì chúng ta tiếp tục đến khai báo các cái thiết bị trong gia đình, cái thời gian sử dụng, công suất máy. Thì khi lúc đó chúng ta so sánh cái mức độ tiêu thụ điện của tháng của gia đình mình với cái công tơ đo đếm điện năng, nó có đúng với việc mà chúng ta sử dụng hay không. Qua cái việc mà chúng ta sử dụng cái công cụ ước tính điện năng thì chúng ta cũng xác định được cái lượng tiêu thụ điện năng của gia đình mình, để chúng ta có những cái biện pháp sử dụng điện năng tiết kiệm, giảm bớt những cái thiết bị không cần thiết hoặc giảm bớt các thiết bị mà dùng nó quá lớn, tránh quá tải các cái hệ thống lưới điện gia đình mình và cũng như hệ thống lưới điện quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè nắng nóng là khoảng thời gian mà nhu cầu sử dụng điện, nhất là điện sinh hoạt ở các hộ gia đình tăng gấp nhiều lần so với các tháng khác trong năm. Tuy nhiên thì điều này dễ dẫn đến các nguy cơ xảy ra sự cố về lưới điện do quá tải và cũng khiến cho chi phí điện hàng tháng tăng cao. Hy vọng rằng với những chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Luân, Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Quảng Ninh, quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo để sử dụng các thiết bị điện trong gia đình mình một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm nhất. Tới đây thì chương trình Tiếp sức mỗi ngày kỳ này cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh đã đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.